Chào các bạn nhá. Thời tiết hôm nay là mưa dầm gió bấc, cho nên là buồn buồn xuống bếp nhân tiện bữa cơm nhờ nướng con mực uống lạp ti điện xem gan nó có to không. Đây mình nướng con mực uống bia với anh em nhá, thử xem có giống ẩm thực không. Mình sẽ nướng bằng cồn, cồn 90 độ. Thấy người ta làm ẩm thực, mình làm ẩm thực xem giống người lớn không? Thực sự là anh em thông cảm nhé, anh em bạn bè thông cảm, bởi vì là như người khác người ta làm mà nấu nướng ẩm thực thì người ta có người trợ giúp, nhưng đây cảnh đơn côi, cảnh đơn côi cho nên có mỗi mình thôi. Nướng vừa đổ cồn vẫn có tí nữa thì dạy lại. Nướng bằng cồn này thì nó ngon hơn là nướng bếp ga các bạn. Mực này. Tí nữa cho nó chín hẳn. Ok, đã xong. Đây. Mình vừa nướng cồn xong thì bây giờ là phải nghe cho nó bông lên thì ăn nó ngon các bạn. Tiết mục
tiết mục ghè này là hơi ồn đi nhá, anh em thông cảm nhá. Ok, đã xong. Bây giờ là đến tiết mục xé ra. Thì mình ngồi ra đây mình xé. Bây giờ là đến tiết mục mở biên nha anh em nhá. Thú thực là anh em thực sự thông cảm, bởi vì là cái thứ nhất là mình mới quay, cái thứ hai là một mình quay nó khó lắm. Cho nên là phải chuẩn bị, hầu hết là chuẩn bị từ đầu. Đấy, thì để đây, con này nó đòi sinh sự ngay. Nên là phải chuẩn bị gần như là từ đầu. Đấy, thì còn một tiết mục sau chốt phải uống bia vào cho nó can đảm thì mới đến tiết mục đấy. Bây giờ là thực là mọi người, anh em cứ bảo mình chịu khó làm thêm ẩm thực cần thiết. Thì anh em biết đấy, mỗi mình làm nhiều khi mình cũng muốn làm nhưng mà nó rất là khó. Đáng nhẽ ra là thí dụ có người khác người ta quay thì nó quay dễ vào những cái món ăn nó ngước rồi xem nó sinh động hơn. Đấy, xem còn một mình quay thì nó rất là khó. Thôi thì anh em thông cảm. Cảm thông cho nhau, chủ yếu là hai chữ cảm thông. Thì bây giờ mời anh em nhá, mời anh em uống bia với mình nhá. Đấy, làm miếng miếng mực chấm chấm tương ớt đây. Đấy, mình cũng không ăn được cay lắm đâu các bạn, cay bia rượu cũng không máu lắm. Tại sao mình sẽ ghi tiêu đề là quá cánh tay phải với cánh tay trái của mình, hai uống bia của mình đây sẽ mời gọi cánh tay phải cánh tay trái mời anh mình uống bia. Thực sự mọi người biết là ngồi một mình này, ăn uống ngồi một mình này mới thấy nên nhớ đến câu cái bài hát là nhà vắng mang nhiều cay đắng. Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang. Nghe bài đấy thì đúng cảnh của mình đấy. Ngồi một mình nhiều khi là muốn nấu nướng ra ăn hay là quay tiếp như nào nó có thấp nhất là 2-3 người đúng không các bạn thì nó vui vẻ hơn. Chứ ẩm thực hay là gì mà ngồi một mình này thật sự là buồn chán. Nhiều lúc không muốn nào. May quá hơi thức ăn ủi là con thằng cu tuốt nhà mình này. Đấy. Cu tuốt chỉ thích ăn mực. Hôm nay có bia, có mực, có hải sản, cua. Khi có tí men vào trong người, quyết định sẽ chén người đẹp chân dài. Hôm nay có người đẹp chân dài.
Tăng 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 tăng. Đây, anh em thấy người đẹp chân dài. Cũng có người gọi là vũ nữ chân dài và cũng có người gọi là người đẹp chân dài. Thì thực sự cái món này là ngày xưa mình thời mình đi chân trâu đã chén vũ nữ chân dài này, người đẹp chân dài này rồi. Và bây giờ là đặc sản. Biết mình quên đây. À bỏ cái tên của ở cái quên ở địa phương nào là cái vũ nữ chân dài này mình đã quên. Trong đây nó có giấy nhưng mình bỏ thôi, đang bỏ ra. Thì không biết mà anh em đây đã anh em nào chén chén người đẹp chân dài chưa? Nghe viết tiêu đề tôi biết là bảo chén người đẹp chân dài cứ như là bia rượu vào cái là đi chén người đẹp à. Ăn hay phết. Cái người đẹp chân dài này thì loại bé thì đắt hơn loại to nhé các bạn nhé. Chính cái này ăn có khi còn ngon hơn mực, người làm thì thích có khi ăn còn ngon hơn mực này các bạn. Ăn còn ngon hơn mực. Đó, cay cay ngọt ngọt. Người ta sao tổng, cay cay ngọt ngọt. Ngon. Thôi, lại cánh tay phải cạch với cánh tay trái cái. Mời anh em nhé. Người ta bảo là chè tam rượu tứ, đây mình là rượu mỗi nên nó chán, các bạn nhận nó chán. Một mình nó nướng hai con mực. Lúc đầu hôm anh cũng đi chơi cũng chưa về, nướng con đầu tiên thì mới hấp cái bia này, à hấp hai con cua này. Thì lúc nhìn ra thì lại điện thoại lại chưa bấm, chưa chạy, bấm lên hình rồi nhưng chưa chạy. Xong rồi nhìn ra mới té ngửa, thế lại bỏ con khác là nướng nữa. Tôi cứ nhí nhách ăn từ giờ ăn tối. Nhưng một lúc nhai hết hai con mực to à, nhai hết rồi. Nếu mà anh em ủng hộ cho video ẩm thực thì mình sẽ dần dần mình làm khả năng tìm thêm người quay ấy, cho mình gạo ông anh ông giúp. Nhưng quay thế này nó không sinh động bởi vì mình xem nhiều video trên YouTube người ta làm ẩm thực có người quay nó sinh động hơn, đúng không các bạn? Quay của mình nó khó. Lại cạch cái nhá, tay phải cánh tay phải và cánh tay trái cạch với nhau cái. Nhà vắng mang nhiều cay đắng. Ê, vũ nữ chân dài đấy này các bạn. Vũ chân dài này, ăn cũng ngon lắm. Cay cay ngọt ngọt. Ngọt. Mình ăn mình cảm thấy ngon hơn mực cả.
Xong thử cà cua nhé. Cua chắc hết rồi các bạn. Bấn lắm. Ăn những cái này bấn lắm các bạn. Rồi mời anh em hấp bia nữa rồi mình tạm dừng video ở đây thôi. Cũng dài quá rồi nhá. Mời anh em nạ cạch cạch tay trái cạch tay phải cái mời anh em hấp nữa. Rồi chào tạm biệt nhá. Chào tạm biệt mọi người nhá. Mình sẽ cố gắng, nếu mà lần sau làm ẩm thực thì mình sẽ cố gắng làm nó sinh động hơn tí, sẽ nhờ người quay trước chứ làm một mình này hôm nay mình thấy quay một mình này nhiều cái nó cũng dở lắm. Anh em thông cảm nhé, chào tạm biệt mọi người. Bye bye.